Tại Việt Nam, đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng hàng hóa xanh đã được xác định là một trong những định hướng phát triển kinh tế bền vững. Năm 2023, khảo sát của công ty phân tích dữ liệu và đo lường toàn cầu Nielsen IQ cho thấy 49% người tiêu dùng Việt sử dụng sản phẩm có thể tái chế, 47% chỉ mua đồ gia dụng, hàng tiêu dùng cần thiết, 45% có ý thức phân loại rác tái chế và tiết kiệm điện, 38% ủng hộ doanh nghiệp có những hành động thiết thực nhằm cải thiện môi trường, 80% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch, sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Sự xuất hiện của sản phẩm xanh trong hệ thống phân phối, bán lẻ tại Việt Nam đang trở thành vấn đề tất yếu. Doanh nghiệp và người tiêu dùng đã nhận thức được sự cần thiết của hoạt động bảo vệ môi trường, qua đó đã dần thay đổi hành vi, thói quen để có tác động tích cực trong việc sản xuất hàng hóa xanh vào hệ thống phân phối. Trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo của các bộ, ban, ngành cùng sự tích cực của các doanh nghiệp, sự chuyển biến trong nhận thức khi tiêu thụ hàng hóa đã góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, phân phối, tiêu dùng, thể hiện qua việc gia tăng sự hiện diện của sản phẩm được dán nhãn sinh thái, thân thiện môi trường tại các hệ thống phân phối hiện đại và cơ sở phân phối truyền thống. Hệ thống các hiện bán lẻ hiện đại, trong đó có rất nhiều các thành viên là của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam chúng tôi đã làm rất tốt trong những năm qua. Ví dụ như là ưu tiên cho các cái sản phẩm của xanh, sạch, bền vững, ưu tiên các sản phẩm của nông nghiệp, nông thôn, OCOP và ưu tiên những cái sản phẩm có xuất sắc về mặt chất lượng, về mặt bao bì cũng như là marketing và để giới thiệu đến người tiêu dùng. Dưới góc độ doanh nghiệp phân phối, lãnh đạo đơn vị này cho hay, ngay từ khi thành lập, định hướng về phát triển bền vững luôn nằm trong tầm nhìn chiến lược của mình. Không phát túi ni lông cho khách hàng tại quầy tính tiền, đưa ra những giải pháp cho khách hàng như sử dụng giấy tái chế, tận dụng thùng cắt tông, túi mua hàng sử dụng nhiều lần, túi ni lông phân hủy sinh học. Hiện nay, doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc phát triển bền vững, dần định hướng thay đổi hành vi người tiêu dùng khi mua sắm. Đây cũng là một trong những đơn vị đầu tiên kinh doanh 100% các sản phẩm Việt đạt tiêu chuẩn OCOP, tiêu chuẩn xanh của địa phương và khu vực. Khi vào hệ thống, các doanh nghiệp, hợp tác xã phải chứng minh sản phẩm đạt vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, khuyến khích tiêu thụ, phân phối những sản phẩm, nguyên liệu thân thiện môi trường, sản phẩm tái sử dụng. Chúng tôi có lợi thế là chúng tôi sản xuất ra những nông sản sạch, có kiểm soát và chúng tôi sử dụng những chế phẩm sinh học, kiểm soát chất lượng và hướng dẫn bà con canh tác theo cái cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã. Và chúng tôi đang sản xuất theo hướng hữu cơ và để đưa được cấp hàng vào những cái điểm bán hàng OCOP như thế này thì chúng tôi đã phải là có những cái tiêu chuẩn hết sức khắt khe. Vì là phía đơn vị bạn hàng đối tác là người ta chỉ tiếp nhận những sản phẩm đã đạt OCOP. Các sản phẩm ở đây thì đã rất là tốt rồi nhưng mà theo tôi nghĩ thì nên đẩy mạnh thêm các cái đầu tư về xanh và sạch và thêm nhiều các cái mặt hàng cho phong phú lên để đến với tay người tiêu dùng. Là một đơn vị phân phối lớn của địa phương, chúng tôi rất chú trọng triển khai hưởng ứng chương trình sản xuất và phân phối xanh. Đây là giải pháp phát triển kinh tế bền vững cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị kinh doanh. Hiện tại chúng tôi đang phân phối khoảng 500 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao đến 5 sao. Thế mạnh của chúng tôi là những sản phẩm nông lâm thủy hải sản của địa phương và đặc biệt những sản phẩm như chả mực, giã tay, ruốc tôm, trà hoa vàng. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp và người tiêu dùng sản xuất và sử dụng các sản phẩm xanh sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, nhận thức thế nào là sản phẩm tiêu dùng xanh, thân thiện môi trường vẫn còn khá mơ hồ đối với nhiều người tiêu dùng. Do đó, trong hệ thống phân phối, những sản phẩm này tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Các thương hiệu có cam kết xanh và sạch hiện có mức tăng trưởng chỉ khoảng 4% một năm. Phần lớn các hoạt động thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững mới chỉ dừng lại ở những hoạt động đơn lẻ, chưa kết nối với nhau, phạm vi tác động hẹp, chưa có tính phổ biến lan tỏa. Trong bối cảnh thị trường trong và ngoài nước đòi hỏi ngày càng cao, cần có những giải pháp quyết liệt hơn để thúc đẩy sản xuất trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Hiện Chính phủ đã phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2030, trong đó xác định mục tiêu thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Triển khai chương trình, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan hiện đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng,
thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng xanh, hướng tới đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững thông qua việc ban hành sổ tay, hướng dẫn về thiết kế bền vững cho sản phẩm, đẩy mạnh khuyến khích tái chế, tái sử dụng, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy nhập khẩu thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ nguồn, nguyên liệu đầu vào phục vụ cho chế biến sâu, phát triển công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng giá trị gia tăng cao, chú trọng các giải pháp về tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ xây dựng và vận hành nhà máy, hệ thống phân phối thông minh, chuyển đổi số, v.v. Chúng tôi nói ở đây không chỉ là phân phối ở những cái siêu thị, đại siêu thị lớn đâu, mà còn rất là nhiều kênh phân phối khác. Ví dụ như hiện nay chúng ta còn có cái kênh phân phối ở trên mạng thông qua các cái sàn thương mại điện tử, hoặc ngay cả những cái kênh phân phối mà sát ở gần nhà dân. Đấy, nếu như mà thấy được cái sự mong đợi của người tiêu dùng thì họ sẽ có những phương thức để đưa những cái sản phẩm xanh đó, những sản phẩm bền vững đó đứng ở cái nơi, những vị trí mà người tiêu dùng có thể tiếp cận. Bộ Công Thương cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất, tiêu dùng bền vững tại các địa phương, quan tâm chú trọng hơn nữa đến công tác truyền thông để nâng cao tư duy, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như thay đổi hành vi của người tiêu dùng, đẩy mạnh hơn nữa đưa những sản phẩm xanh, sạch và sản phẩm thân thiện với môi trường và hệ thống phân phối, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ xanh, áp dụng các giải pháp sản xuất bền vững, đáp ứng các chứng chỉ, tiêu chuẩn liên quan về sản xuất tiêu dùng hàng hóa xanh trong nước cũng như quốc tế.